Cô xin chào các con. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các con vẽ đèn theo học kỳ một môn toán lớp 7. Đề thi này của chúng ta cũng gồm có 6 câu, thì trong video này cô sẽ hướng dẫn các con vẽ 3 câu đầu tiên của đề bài. Ta bắt đầu với đề mục A. Vật phần 6 trừ cho thực thể. Vật phần 6 trừ cho vật phần A cộng với cái phần này ngoài. Rồi, đây con có thể tính bằng cách đó, là mình cộng cho mặt trước, mình tiện các cái bước chính cho mặt trước. Rồi, ta trừ xong. Không thì cái con sẽ có cách hai là mình sẽ bỏ dấu ngoặc từ đầu ra. 6 này, trừ cho. Đầu tiên này, cô bỏ cái dấu ngoặc tròn trước. Mình trước là dấu trừ, khi bỏ dấu ngoặc thì bên trong ra được dấu phải đúng không? Thì 1 phần 4 thành trừ 1 phần 4. Cộng 9 phần 12 thì được giá thành 1 chứ trừ 9 phần 12 bằng tương tự này. Cô tiếp tục bỏ dấu ngoặc vuông, mình tiếp là dấu trừ thì bên trong ta sẽ đổi dấu lại 1 phần 6 thành trừ 1 phần 6 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 trừ 9 phần 12 thành cộng 9 phần 12 bằng thì 1 phần 6 trừ 1 phần 6 là 0 rồi hết rồi, thì phép tính của ta còn lại là 1 phần 4 cộng với 9 phần 12. Rồi, cô thấy 9 phần 12 có thể rút gọn được thì cô đi rút gọn cả cho mẫu cho 3. 9 rút gọn cho 3 là còn 3, 12 rút gọn cho 3 là còn 4. Vậy các bài toán chúng ta quay lại cái cộng hai phân số là cùng mẫu thôi, chứ còn lấy tử cộng tử thôi. 1 cộng 3 là 4 phần 4. Vậy kết quả của câu A sẽ là 10. Rồi, tôi tiếp tục sang đến câu B ha. Trừ 1 phần 3 tất cả mũi 2 nhân với 1 phần 3 rồi đem chia cho 1 phần căn 9 trừ cho chỉ có cũng trừ 1 phần 9 3. Trừ 1 phần 3 tất cả mũi 2 có chính là trừ 1 mũi 2 trên 3 mũi 2. Bạn nào làm nhanh được thì các con tới đây các con còn biết kết quả là được rồi. Nhân 1 phần 3 chia cho 1 phần căn chính thì tại vì ta học thì là 3 mươi năm chính là chính thì 1 phần căn chính là 1 phần 3 trừ cho chỉ số có trừ 1 phần 9 chính là 1 phần 9 3 trừ 1 là cả 2 chính là 10 3 mũi 2 là 9 không có 1 phần 3 rồi chia 1 phần 3 thì ta sẽ như mình đã đúng không, khi 1 phần 3 là nhân 3 phần 10 rồi trừ đi cho 1 phần 9 và bây giờ tôi sẽ rút gọn này 3 này gọn cho 3 này còn lại là 1 phần 9 rồi đem trừ cho 1 phần 9 và đem để kết quả cuối cùng của bài B nó cũng là bằng 0. Tiếp tục nói với bài C ha. 6 mũ 15 nhân với 9 mũ 10 còn 3 mũ 34 nhân với 2 mũ 13 6 này sẽ tập là 2 mũ 3 hai mươi ba tất cả những người là chính thì ta biết được là mỗi chút là ba mươi lúc này cả những người còn ba mươi ba bốn thì những người nhân với hai mỗi mười ba thì những người lại bằng hai nhân ba tất cả mỗi mười lăm chúng ta bằng hai mỗi mười lăm nhân ba mỗi mười lăm nhân với ba mỗi hai tất cả mỗi mười là ba mỗi hai mươi còn ba mỗi ba mươi bốn nhân với hai mỗi mười lăm còn có hai trên chỗ này có 3 mũi 15 với 3 mũi 20 cô viết lại tức là bằng 3 mũi 15 cộng với 20 là 3 mũi 35 còn 3 mũi 34 nhân với 2 mũi 13 ta thực hiện rút gọn này 3 mũi 35 rút gọn cho 3 mũi 34 thì còn thành là 3 mũi 10 2 mũi 15 rút gọn cho 2 mũi 13 thì ta sẽ còn là 2 mũi 2 viết mẫu của hết rồi đây còn lại là 3 nhân 2 mũi 2 tức là 3 nhân 4 là bằng 12. Xong bài 1 rồi, cô sẽ con tiếp tục với đến bài 2 nha. Bài 2A mình sẽ có chỉ định đố của x trừ 1 và chỉ định đố của trừ 8. Rồi, tại vì chỉ định đố của trừ 8 mình có thể tính ra được. Thì chỉ định đố của trừ 8 bằng 8. Thì tới đây ta sẽ ghi bài toán cùng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là biểu thức trong những chỉ số chúng ta bằng 8 rồi hoặc là mình sẽ có trường hợp thứ hai
là biểu thức trong những điểm nó bằng trừ tám thì mình học rồi, tuyệt đối của tám được với bằng tám và trừ tuyệt đối của trừ tám bằng tám. Nghe con nhảy chuyển bé phải không, trừ một chữ là cộng một thì nó sẽ nhảy ra một cái chữ bằng chín. Tương tự bên này trừ một chữ qua là cộng một, trừ tám cộng thêm một thì không bằng trừ bảy. Bài bài A nó sẽ có hai giá trị x là x bằng chín và x bằng trừ mười bảy. Câu B ha, x một bằng 256. Đầu tiên ta sẽ giải quyết cái căn của 256 trước, thì ta chỉ có 256 tức là bằng 16 mũ 2, thì căn của 256 tức là 16. Rồi, x bình phương mà bằng 16 thì ở đây ta cũng có hai trường rồi. Mình học rồi 16 tức là 42 đúng không? Thì ở đây mình sẽ có được góc là x sẽ bằng 4, và tương tự mình sẽ có trường hợp thứ năm đấy là x mũ 2 bằng, mình cũng có được là trừ 4 mũ 2 là bằng 16, thì khi đó mình có được x thứ 2 là trừ 4. Vậy câu B của mình nó cũng có hai giá trị của x là x bằng 4 và x bằng trừ 4. Còn có tiếp tục đến với xe luôn nha. Đề bài cho ta là không chỉ là x cộng với 9 bằng 3 phần tư. Cái này cô đổi từ 0,5x ra phân số luôn. Vì 0,5x có khá là quen thuộc của mình với mình rồi đó. Thì mình sẽ có được 0,5x bằng 2 luôn. Còn cộng với 9 chính là bằng 3 phần tư. Còn bạn nào chưa biết đổi thì mình cứ đổi từ từ ra ha. 0,5x là nó chỉ có một số đằng sau dưới 7 đúng không? Rồi, thì nó chính là bằng 5 phần 10. 5 phần 10 người ta rút gọn cả tử vần mỗi cái 5 thì nó sẽ còn lại phần 2. Thế đây là những con số kiểu với từ từ qua là bằng 3 phần 4 trừ cho 9. Rồi 3 phần 4 trừ cho 9 thì ta lấy mẫu chung là 4 là tức là 3 phần 4 trừ cho 36 phần 4 thì đủ chính là bằng 36 khi 4 phần. Rồi, để tử trừ thôi là 3 mà trừ ra 36 rồi để trừ 33 phần 4 thì ta sẽ có được một câu này x bằng trừ 33 phần 4. Vậy ta sẽ tìm được x tức là bằng trừ 33 phần 4 chia cho một phần 2, rồi chia thì tức là nhân nghịch đảo, chia một phần 2 tức là nhân 2. Ở đây ta rút gọn 2 với 4 và còn lại 2 lấy mẫu, ta sẽ được là trừ 33 phần 2. Ta sẽ tìm được x tức là bằng trừ 33 phần 2. Rồi cô và các con tiếp tục đến bài 3. Thì bài cho ta một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi như sau. Khách hàng có thành viên sẽ được giảm 10% so với tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thể thành viên và mua 3 cuốn sách này. Và mỗi quyển đều có giá là 150.000 đồng. Bạn đưa cho cô Hương Vân 350.000 đồng, ở đây này có bao nhiêu? Thì để biết được bạn số được có bao nhiêu tiền, con phải tính được là số tiền của số tiền mà bạn phải trả, xong ta lấy cái số tiền mà bạn đưa cho cô thì trừ đi số tiền mà bạn phải trả thì ta sẽ được số tiền hối. Rồi, bây giờ ta bắt đầu tính nha. Đầu tiên cô sẽ tính được, cô sẽ tính đi tính số tiền của bạn sắp. Mình sẽ có là một quyển là 120.000 đồng, ba quyển thì ta nhân lên cho ba, ta được là 360.000 đồng. Tại vì bạn có thể thành viên nên là bạn sẽ được giảm 10%, để ta sẽ tìm được là số tiền bạn đang phải trả. Bạn được giảm 10%, tức là mẹ phải thanh toán 90% đúng không ạ? Đó chính là bằng 360.000 đồng.
còn nhân với 100% trừ đi 1% thì bạn được 80% này, còn chính là bằng 360 hèn nhân với 90%. Chính là bằng 360.000 đồng nhân với 90%, thì tôi sẽ rút gọn là còn 9/10. Rồi 360 rút gọn cho 10 chục đi là còn lại là 36.000 nhân với 9. Rồi 3 số không biết lại ha, 6 9 5 4 cái 4 5 3 9 2 7 2 7 5 thì tôi sẽ định là 32. Rồi cho mình lên đọc. Rồi, bạn cuối cùng tôi sẽ tìm được số tiền bạn được thối lại. Tại vì số tiền của bạn đưa nó sẽ lớn hơn cái giá mà bạn phải trả, là tôi sẽ tìm được số tiền bạn thối lại là bằng 350.000 đồng trừ cho 324.000 đồng. Rồi, 3 số 0 mình sau biết lại là còn 6 biết 10, 5 trừ 3 thì còn 2 tốt. Vậy là bạn còn được thối lại là 26.000 đồng. Nếu kết luận nha, bạn được thối lại, bạn Lan được thối lại 26.000 đồng. Rồi, vậy là cô đã muốn dạy các con dạy xong 3 câu đầu tiên của đề bài. 3 câu còn lại hẹn các con trong video tiếp theo.